Trước áp lực dân số tăng trưởng âm lần đầu tiên sau 60 năm, Ngân hàng tinh trùng của nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã khuyến khích sinh viên đại học hiến tặng tinh trùng và hỗ trợ tiền mặt từ 4.500 đến 7.000 nhân dân tệ. Thông tin về việc kêu gọi sinh viên hiến tặng tinh trùng của các địa phương được đăng tải rộng rãi trên truyền thông Trung Quốc và trở thành chủ đề hot trong cộng đồng mạng nước này. Theo trang Jimu News, do trường học bị quản lý khép kín vì dịch bệnh, nên hai năm qua số lượng tình nguyện viên ít hơn, nhưng nhu cầu thì năm nào cũng có. Nên vào mùa tự trường sau Tết năm nay, Ngân hàng Tinh trùng các địa phương đã phát động việc hiến tặng tinh trùng. Trong bản đề xuất công bố ngày 8 tháng 2, Ngân hàng Tinh trùng tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc kêu gọi sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh này, tích cực tham gia vào đội tình nguyện hiến tặng tinh trùng. Theo đó, các tình nguyện viên sẽ phải trải qua một loạt các cuộc kiểm tra sức khỏe năm khoa miễn phí trước khi hiến tặng. Việc hiến tặng sẽ được thực hiện sau khi tình nguyện viên vượt qua cuộc kiểm tra này thời gian hiến tặng do tỉnh nguyện viên quyết định, nhưng toàn bộ quá trình không vượt quá 3 tháng và sẽ cần tổng cộng từ 8 đến 12 lần. Người hiến tặng sẽ nhận được 4.500 nhân dân tệ, tương đương 662 đô la Mỹ trợ cấp. Tuy nhiên, bản đề xuất cũng đưa ra một số điều kiện với người hiến tặng, bao gồm chiều cao trên 1m65, không mù màu và yếu màu, không mắc các bệnh di truyền như viêm gan B, không mắc bệnh truyền nhiễm, tốt nghiệp hoặc đang theo học từ bậc cao đẳng trở lên. Sau khi đăng tải, thông tin trên đã trở thành chủ đề được cư dân mạng Trung Quốc thảo luận sôi nổi cũng như thành xu hướng tìm kiếm trên Weibo ngay trong tối ngày 9 tháng 2. Ngoài Vân Nam, ngân hàng tinh trùng ở các tỉnh thành khác như Thiểm Tây, Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông cũng đưa ra các đề xuất tương tự, kêu gọi sinh viên đang theo học tại các trường đại học tích cực hiến tặng tinh trùng với mức trợ cấp tiền mặt từ 4.500 đến 7.000 nhân dân tệ, tương đương 662 đến 1030 đô la Mỹ. Dân số Trung Quốc đã giảm 850.000 người vào năm 2022, mức tăng trưởng âm đầu tiên kể từ năm 1961. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng về nhân khẩu học. Thông tin công khai cho thấy, hiện nay lực lượng hiến tinh trùng chủ đạo ở Trung Quốc là sinh viên đại học. Tuy nhiên, do tinh trùng cần được bảo quản ở nhiệt độ cực thấp nên yêu cầu về điều kiện tinh trùng tương đối cao, tỷ lệ tình nguyện viên đạt yêu cầu thường không vượt quá 20%.